Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với livestream của Spot Hùng. Vâng, vẫn là đôi giày ấy, vẫn là phong cách ấy và vẫn là cái sự đặc biệt ấy của một đôi giày cầu lông Li Ning đẳng cấp. Trước mắt các bạn đây đang là 4 đôi giày cầu lông Li Ning cao cấp nhất, phiên bản giới hạn, phiên bản sản xuất với số lượng giới hạn, phiên bản limited. Đây là bản mới nhất của Li Ning Limited bản 2019. Và mấy ngày hôm nay thì Hùng đã đặt cho khách rất là nhiều. Đặt cho khách rất là nhiều đôi giày này, và hôm nay có lẽ là lần cuối cùng mà Hùng sẽ đặt cho khách, bởi vì sau buổi sáng ngày mai thì cái chương trình khuyến mãi của đôi giày này nó sẽ kết thúc, và giá của đôi giày nó sẽ trở lại mức bình thường, đó là 3.990.000. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì trên hãng cũng chỉ còn chưa đến 10 đôi nữa, và size 41 đã hết, còn một đôi size 39, một đôi size 40, một đôi size 43 và vài đôi size 42 nữa. Size 42 còn khoảng tầm 4 đôi nữa. Đấy, thì đây Hùng đã vừa lại lấy thêm 4 đôi tiếp theo cho khách. Mấy hôm nay, 3 ngày hôm nay Hùng đã lấy khoảng tầm 10 mấy đôi bản limited này cho khách rồi. Thì bây giờ chuẩn bị gói hàng. Đấy, thì Hùng chỉ muốn thông báo cho anh em là nếu mà anh em thực sự mà yêu thích mẫu giày này và thực sự thấy đây là một cơ hội để cho mọi người sở hữu và trải nghiệm cái đôi giày cầu lông Li Ning cao cấp nhất, để xem là đôi cao cấp nhất của hãng Li Ning nó như thế nào, một đôi sản xuất về phiên bản giới hạn nó như thế nào, duy nhất 50 đôi hãng Li Ning Việt Nam nhập được, và trong số đó thì Hùng bán đến hơn 1/3 rồi trong vòng 3 ngày. Thì Hùng để mức giá cực kỳ tốt cho anh em. Bên hãng họ chỉ cho phép siêu 20% thôi, nhưng Hùng đã quyết định là Hùng sẽ cho mọi người cái cơ hội để sở hữu sản phẩm này, nên là Hùng sẽ chiết khấu nốt thêm 10%, hơn 10% nữa. Chiết khấu khoảng hơn 10% nữa cho mọi người, để mọi người có thể sở hữu đôi giày này với mức giá rẻ hơn. Bên hãng thì họ đang siêu 20%, nó rơi vào khoảng 3.2, 3.3 gì đó. Thì thôi, tại livestream này Hùng cũng công bố giá luôn để em khỏi tò mò, đó là Hùng sẽ để mức giá chiết khấu thấp nhất cho mọi người, mức giá chiết khấu cao nhất cho mọi người, mức giá thấp nhất đó là 2.6 nha mọi người. Ưu đãi đến hết sáng ngày mai thôi. Sáng ngày mai sẽ là lần cuối cùng Hùng lên hãng lấy hàng. Và nếu mà anh em nào thực sự mong muốn và thực sự kết cái mẫu giày này, thì hãy liên hệ Hùng. Giá 2.6 nó chỉ bằng một đôi Yonex bình thường thôi, mà đây là đôi Li Ning cao cấp nhất của hãng Li Ning. Mà với đôi giày này mọi người không chỉ được giày, mà mọi người được tặng áo, mọi người được tặng cước, mọi người được tặng chặn mồ hôi, mọi người được tặng cuốn cán, mọi người được tặng móc khóa. Bên trong thì thực ra thì hôm qua Hùng đã làm video bóc cái đôi giày này rất là chi tiết rồi, nếu mà ai mà muốn thực sự xem bên trong thì có thể xem lại cái video livestream của em ngày hôm qua hay hôm kia gì đó. Còn cái này thì em đã đây mình kéo ra một chút cho mọi người xem. Đây là chiếc áo phiên bản limited, muốn mua cũng chả có. Cái áo này nếu mà bán trên thị trường ít nhất là 500-600 nghìn, nhưng mà cái này không có bán trên thị trường nha mọi người. Bản limited bản này nó tặng kèm theo giày, có nghĩa là có bao nhiêu đôi giày thì áo chỉ sản xuất bấy nhiêu đôi thôi. Cả thế giới này hãng Li Ning nó chỉ sản xuất hình như là không biết là 1.000 hay 2.000 đôi thôi trên cả thế giới luôn. Đấy, thì có thể Hùng sẽ lấy ra cho mọi người ngó một chút. Đây là đôi đắt nhất của Li Ning, có thể quan sát xung quanh. Đấy. Miếng carbon đấy, nhìn đấy rất là chất. Đôi giày này rất là êm, nhưng mà khối lượng của nó sẽ nặng hơn Yonex cho mọi người. Đôi giày này nó có quá nhiều lớp giảm chấn luôn, đi rất là êm. Êm thì chắc chắn là không kém Yonex rồi. Còn về đế thì theo Hùng đánh giá thì đế của con này, riêng bản thân Hùng nhận xét nhá, đế của con này hơn giày Yonex. Chất liệu của nó cũng hơn. Được tặng một cái áo, một cái chặn mồ hôi Li Ning chính hãng, một bộ cước Li Ning chính hãng NF95. Ngoài ra thì Hùng cho mọi người có cơ hội trải nghiệm sản phẩm quần cắn chống chân bên Hùng với hai chiếc được tặng, và thêm một phần quà lưu niệm, đó là một móc khóa cầu lông. Bây giờ thì Hùng sẽ gói 4 đôi này cho khách hàng. Đôi này giá gốc là 3.990, đấy là giá tại Việt Nam là 3.990. Bây giờ đang có đợt sale, bên hãng là sale còn khoảng 3.2, 3.3, thì bây giờ em chiết khấu, có nghĩa là em nhập bên hãng, em là đại lý lớn bên hãng thì em nhập sẽ được chiết khấu nó cao, chiết khấu của em nó được gần 40% cơ. Thì Hùng sẽ chiết khấu cho mọi người hơn 30%. Thì đôi này chỉ còn 2.6 triệu thôi. Đấy là tạo điều kiện cho anh em thực sự, để anh em có cơ hội để trải nghiệm cái dòng giày cao cấp nhất của hãng Li Ning đấy. Đôi này sau có tiền không mua nổi đâu, sau đợt này ở Việt Nam hết sạch hàng rồi, có 50 đôi trên toàn đất nước Việt Nam thôi. Đấy, thì 2.6 triệu mà được tặng cả áo, cả cước và phụ kiện các thứ nữa, thì chả khác gì mọi người mua đôi giày này dưới 2 triệu cả. Đôi cao cấp nhất luôn đấy ạ, cao cấp nhất của Li Ning từ xưa đến nay đấy ạ. Và đây là bản giới hạn. Cái điều đặc biệt của nó, đây là bản giới hạn, sản xuất số lượng rất ít trên toàn thế giới. Người nào sở hữu được đôi giày này đúng là một sự tự hào. Đây là bản limited Li Ning cao cấp nhất, bản limited, bản giới hạn năm 2019 nha anh ơi. Đây là mã của đôi giày Li Ning AIAP023. Đôi này bên Trung Quốc giá tiền tệ của nó là 1.499 tệ. Nó rơi vào khoảng tầm 5 triệu tiền Trung Quốc. Bên Trung Quốc đắt hơn ở Việt Nam. Ở Việt Nam thì đang bán 3.990, nhưng mà sau đợt giảm giá này cũng không còn hàng nữa đâu ạ. 40 còn đúng một đôi, 41 hết hàng rồi. Nếu mà 41 còn hàng thì Hùng phải bán được 3-4 đôi nữa, bởi vì hôm nay khách hỏi rất là nhiều. Size 42 thì còn khoảng 4 đôi trên hãng, 42 là nhiều nhất. Size 43 còn đúng 1 đôi, size 39 tròn thì còn đúng 1 đôi, tất tần tật. Các store Li Ning Việt Nam chỉ còn sót lại chưa đến chục đôi thôi. Đấy, thì Hùng làm cái livestream này thông báo cho anh em, hôm nay là ngày 24 rồi. Hết buổi sáng ngày mai
thì chương trình này sẽ kết thúc cho mọi người hết buổi sáng ngày mai. Buổi sáng ngày mai thì Hùng sẽ lên trên hãng, nếu mà ai đặt mua thì Hùng sẽ lên trên hãng lấy đợt hàng cuối cùng cho mọi người. Và sau đó thì buổi chiều ngày mai thì Hùng sẽ bắt xe về Mạo Khê để ngày kia và ngày kia để Hùng có thể live stream giải cầu lông thành công Mạo Khê cho anh em thưởng thức, một giải đấu mà quy tụ tất cả những tay vợt hàng đầu của cầu lông phong trào miền Bắc, một giải đấu có sự quy tụ của những tay vợt chuyên nghiệp như Lê Văn Tú, Lương Tuấn Huy. Hùng không biết là Tuấn Đức Hồng Nam có về giải đó không, nhưng mà đó là một giải đấu có thể nói là mạnh nhất của cầu lông miền Bắc này nếu không tính chuyên nghiệp. Còn về đôi giày thì Hùng, mấy ngày hôm nay Hùng chỉ đăng về đôi giày, mấy đôi giày này thôi, bởi vì là Hùng rất là mong muốn rằng thực sự lại cho anh em có cơ hội để trải nghiệm cái sản phẩm đắt tiền nhất của hãng Li Ning, đôi giày cao cấp nhất, bởi vì sau đợt hàng này thì có tiền mọi người không mua được, có chục triệu không mua được vì đây là bản giới hạn ạ. Có những người nếu mà chịu chơi thì họ sẽ rất là săn đón đôi giày như này, da các thứ của nó nhìn nó chất lắm đấy. Đấy thì bây giờ Hùng kết thúc livestream để Hùng còn gói hàng cho khách đây. Mấy ngày hôm nay Hùng gói mười mấy đôi cho khách rồi, Hùng cảm thấy rất vui. Mới đầu Hùng nghĩ bảo chắc bán khó lắm, mới đầu một khách đặt hàng đầu tiên Hùng bắt đầu review từ mẫu giày đó, cuối cùng mọi người thay nhau đặt, chứng tỏ anh em chơi cầu lông khá nhiều tiền, nhiều tiền phết đấy. Nói mọi người nhá, nếu mà ai muốn đặt còn size 40, 42 và 43 nha, nếu mọi người đi những size đó và thực sự muốn đặt thì hãy nhắn tin cho Hùng. Với mẫu giày này thì phải chuyển tiền trước, chuyển 100% tiền trước nha, 2.6 triệu. Hùng sẽ lên hãng lấy giày và gửi cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái livestream này của Hùng, và bây giờ thì phải gói hàng đây. Hẹn gặp mọi người vào livestream sau của Hùng, có lẽ là sẽ là những trận đấu cầu lông hay nhất của giải cầu lông thành công Mạo Khê. Goodbye, xin chào và hẹn gặp lại. Đấy thì bây giờ Hùng sẽ bóc cho anh em xem, nếu anh em nào thực sự muốn mua thì hãy tranh thủ cơ hội này. Chương trình này nó chỉ kéo dài đến hết ngày 25 tháng 10, tức là chỉ còn 3 ngày nữa thôi nha. Nếu anh em quyết định mua thì hãy liên hệ Hùng ngay. Hùng quyết định rằng Hùng sẽ chỉ lấy lãi đôi giày này bằng với những đôi giày bình thường mà Hùng bán, nó không đáng kể. Đây là cơ hội mà Hùng mang đến cho mọi người mua cũng được, không mua cũng được. Nhưng Hùng chỉ muốn mọi người biết rằng đây là một cơ hội tốt nhất, không còn một cơ hội tiếp theo, và mọi người cũng không có thể bao giờ chờ đợi được rằng sẽ có một mức giá tốt hơn cho một đôi giày này đó, cho đôi giày này đó. Xin lưu ý đây là đôi giày cầu lông cao cấp nhất của hãng Li Ning. Đấy thì bây giờ Hùng sẽ bóc cho mọi người. Đầu tiên chúng ta hãy nhìn hộp mặt này rồi đúng không? Mặt sau thì nó đen xì, nó có mã QR và thông tin về chắc là địa chỉ của hãng Li Ning các thứ đây này. Đấy, và tiếp theo hai đầu. Đầu đằng này thì nó chỉ đơn giản như này thôi, nó có một cái lỗ bên này chắc kéo ra. Đầu đằng này cũng thế. Đầu đằng này là đầu chính, nó có mã giày này. Mã của đôi giày này là Li Ning AIAP0232C. Đôi giày này Hùng lấy cho khách là đôi giày size 41, chiều dài là 25,5. Badminton, loại giày đó là Professional Badminton Competition Shoe. Không biết từ competition nghĩa là gì. Professional Competition Shoe. Professional Badminton Competition Shoe. Đấy, chất liệu thì nó có, đôi giày này có quá nhiều chất liệu luôn. KPU là cái gì? Synthetic Leather cộng TPU Outshore RB cộng Outshore, hình như cái này là công nghệ. Thì đây là một mẫu giày gần như là full công nghệ của hãng Li Ning, cao cấp nhất là full công nghệ rồi. Có EVA RB các, đây là chất liệu Carbon Fiber Color Standard Black, cái gì đó. Thì anh em đây Hùng sẽ giơ sát cho anh em tự đọc nha, để Hùng anh em nào quan tâm thì có thể tự đọc. Đấy, bóc đây, nói nhiều quá, ok anh em bóc luôn. Rồi, bóc đây thì xem nào, xem bóc như nào. Trên này nó có một cái đai anh em ạ, thì Hùng sẽ cậy nó lên. Ok, đai được cậy xong. Bây giờ thì mình làm sao? Rút. Hùng sẽ cúi máy quay một chút để cầm dễ dàng hơn. Chờ tới sau đó thì kẹp nó ngọc. Sắp cháy nồi thịt rồi, đang nấu cơm. Ok. Thì đây, thì bóc ra thì Hùng sẽ đặt nó xuống đây. Cúi một tí nữa cẩn thận điện thoại rơi. Lấy nét xem nào. Không lấy nét được. Được. Đấy thì đây là đôi giày. Mình sẽ đặt nó lên vai. Ok, tặng theo đôi giày là một chiếc áo. Chiếc áo này thì mình không biết là nó size như nào. Đây là một cái mẫu áo kiểu như free size ấy. Ok, tặng kèm theo đôi giày là một mẫu áo chuyên ninh. Một mẫu áo được thiết kế riêng cho đôi giày này. Đấy, được khuyến mãi nha. Đôi giày đang được khuyến mãi khá sâu. Giá thì mọi người inbox Hùng, tại vì Hùng không muốn thông báo giá không, bên hãng họ không cho bán như thế mọi người ạ. Bên hãng họ không cho phép bán như thế đâu. Nhưng mà tạo điều kiện cho anh em nào xem được cái livestream này thì nhắn tin Hùng nhá, nếu mà muốn mua. Đây, một cái áo như này thì Hùng cũng thôi, Hùng cũng trả bóc. Nếu mà anh em quan tâm thì Hùng gửi ảnh áo cho, còn Hùng cũng trả bóc cái áo này ra đâu, để nguyên cho khách thôi. Thì cái áo này chất liệu có vẻ rất là xịn, nhìn rất là thích, kiểu chất liệu cốt tông, nhưng mà nhìn rất là, nó rất là ok, rất là ngon đấy. Đôi giày cái áo này mà được bán trên thị trường thì Hùng nghĩ rằng giá nó cũng phải khoảng vào tầm 500.000. Tiếp theo thì bên hãng họ có tặng thêm một bộ cước cao cấp. Bộ cước này cước có tên là NS95. Ok, đây là cước NS95 của Li Ning. Đây là loại cước dòng cao cấp của hãng Li Ning. Chiều dài là 10m. Đây là một bộ cước được tặng thêm. Ngoài ra thì họ còn tặng thêm một cái chặn mồ hôi. Tất cả đều chính hãng em nhé, đừng bảo là người ta xem hàng fake và bán cùng hàng chính hãng là không đúng nha.
Ok, đây là hàng được nhập khẩu chính ngạch nha mọi người. Đây là hàng được nhập khẩu chính ngạch, đóng thuế rõ ràng và 100% chính hãng, chất lượng khỏi lo. Đây là mẫu mới. Dòng cao cấp này thì chất lượng thì anh em không phải suy nghĩ đâu. Cứ lấy về đi thôi. Mấy ông nào đang mua mấy đôi Yonex khoảng hơn 2 triệu ấy thì thử bỏ tiền ra mua đôi này xem, đôi cao cấp nhất của hãng Li-Ning xem nó so với Yonex như nào. Không nghĩ là nó không kém gì đâu, nhìn nó còn chất hơn, nó còn hầm hố hơn, nhìn nó đẹp hơn nhiều. So với Yonex nó đẹp hơn nhiều. Giá gốc của con này gấp đôi với đôi Yonex bình thường. Năm sản xuất đôi năm sản xuất, cái này là ghi đây. Đây là cái chặn mồ hôi chính hãng nhá. Nếu anh em mua cái chặn mồ hôi chính hãng này giá bao nhiêu mọi người inbox nhá. Giảm khoảng 30-35% mình không nhớ nữa. Nói chung là giá thì đã có rồi. Mọi người inbox cùng báo giá cho. Giá trên 2 triệu rưỡi, dưới 3 triệu. Sát với 2 triệu rưỡi hơn. Quà thì có 3 món quà. 3 món quà là cước. Cái cước này chắc cũng phải tầm 150. 150-180. Cái chặn mồ hôi này chắc cũng phải gần 100 nếu mà bán ngoài chính hãng mà. Còn cái áo này chắc phải tầm 400-500 là ít. Cái giá áo này trị giá cái quà tặng nó đã lên khoảng 500-600 nghìn rồi. Lại còn được giảm giá nữa. Còn bây giờ chúng ta đi vào phần chính, đó là chính là đôi giày. Chúng sẽ để thẳng lên và để ánh sáng nó, để ánh sáng nó ấy, để anh em mình cùng ấy nha. Đôi giày thì có, ok xin giới thiệu với mọi người, đôi giày thì có hai chân bên hai chân. Đôi giày Li-Ning này thì nó có hai chân, một chiếc chân bên phải và một chiếc chân bên trái. Ok, đây là lót, giấy lót thì nó cũng đều được in thương hiệu Li-Ning hết. Túi chống ẩm. Đây là giấy lót, cho anh em xem giấy lót nha. Đây là cái chữ gì anh em nào biết đọc tiếng Trung không? Mình nghĩ rằng đây cũng không biết là biểu tượng gì. Đấy, giấy lót nó cũng phải in niếp đàng hoàng như thế. Thì đôi giày nó có hai chân, đây là chân bên trái, còn đây là chân bên phải. Nhưng nó cứ lé nhỉ, để điều chỉnh ánh sáng mà. Nó cứ lé làm sao nên là nhìn đôi giày nó mất đẹp. Đôi bao nhiêu inbox anh ơi? Trên 2 triệu 5, dưới 3 triệu, đang sale khuyến mãi đấy. Giá bên Trung Quốc là 5 triệu, hơn 5 triệu, nói chung là hơn 5 triệu. Đây thì xin giới thiệu đến mọi người, đây là chiếc chân bên phải. Thì đôi giày được làm thì chất liệu phía ngoài nó rất là dày dặn, nó như kiểu một lớp miếng nhựa hết ấy. Tức là phía bên ngoài nó như kiểu nhựa hết mọi người, nhựa với cả da. Những cái dòng cao cấp này thì da nó thì rất là xịn rồi, khỏi bàn rồi. Trên này thì nó có khác này, 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao. Hình như đôi này cho chen long hay sao anh em ạ? À, và cái biểu tượng 5 sao ở trên này nữa, trên miếng carbon phía sau này nữa. Thì chúng ta cùng quan sát nhá. Trước tiên chúng ta đi từ cái đế trước. Ok, đây là đế của đôi giày. Trước tiên là đế của nó, cảm nhận nó rất dày. Và đế chất liệu của nó làm theo kiểu trong suốt. Xong phía bên trong nó có những cái ống ánh giống như kim tuyến vậy đó. Đấy, tiếp theo thì đây, nói chung là nó có rất là nhiều lớp đế, mọi người có thể nhìn thấy rất là nhiều lớp đế, mọi người nhìn theo chiều này. Mặt đế thì nó được làm ra các cái đây, mặt đế nó kiểu làm kiểu này rất là bám này, nó cứ như kiểu bánh xe tăng ấy. Như có các cái nhô lên, nó làm cứ viên một nhô lên này, mọi người nhìn thấy không ạ? Thì ở giữa đây là công nghệ, đây là carbon fiber plate này, đây là miếng carbon công nghệ chống xoắn rồi. Miếng carbon nhìn nó rất là sang trọng. Miếng nhựa. Lớp đế này nó làm cái này chất liệu thì dĩ nhiên nó cao cấp thì nó phải là chất liệu khác rồi. Nó kiểu trong suốt thì Hùng cũng chả biết đây là chất liệu gì. Giá thì Hùng không dám công bố ở đây đâu. Bởi vì là cái này là bán mình giảm giá sâu hơn bên hãng. Nên là cái này bí mật. Anh em nào cần thì inbox. Trên 2 triệu rưỡi, dưới 3 triệu, gần 2 triệu rưỡi hơn. Và trên này nó có cái chữ gì đây, anh em nào biết đọc tiếng Trung Quốc thì đọc hộ Hùng đấy. Này. Đây. Đây mọi người có thể nhìn thấy chữ gì đây, không chả biết, nhìn như kiểu chữ Văn Lang Âu Lạc của mình. Kéo giày này được sản xuất thời Văn Lang Âu Lạc anh em ạ. Rồi, cái đấy là công nghệ bao. Công nghệ bao này chính là cái công nghệ mà chống lật bao xe. Nếu không nhầm thì đây là công nghệ chống lật hay là chống lật là cái dưới này sao? Công nghệ bao này hình như là công nghệ chất liệu sao? Đây là cái chất liệu giảm chấn của nó, cái đen này này. Nó có 3 lớp giảm chấn. Đây rồi. Cái lớp thứ nhất là lớp vàng này là công nghệ Li-Ning Cloud này, hay còn gọi là công nghệ bọt biển, công nghệ siêu giảm chấn Li-Ning này. Đây nó rất là mềm này. Cái lớp thứ hai là lớp công nghệ bao cộng này. Cái này cũng là một lớp giảm chấn tiếp theo này. Cũng rất là mềm, rất là êm. Và cái này là công nghệ chống lật nhá mọi người. Công nghệ chống lật thì chắc là cái này gọi là multiflex này, nhưng nó sẽ không ghi chữ đây. Đây là công nghệ chống lật. Chúng ta nhìn thẳng đôi giày này. Về chất liệu thì mọi người có thể nhìn thấy cái này nó giống như kiểu các miếng nhựa vậy. Giống như các miếng nhựa vậy. Trên bề mặt nó tạo những cái sần lên này, các cái sần lên này. Đấy. Ok không ạ? Mọi người có nhìn rõ không ạ? Đây, nó làm sần lên. Cái sần này nó làm lên rất hay, nó khiến cho đôi giày cảm giác nó vuông vắn, khiến cho đôi giày cảm giác nó nhìn nó đẳng cấp hơn. Đấy là cảm giác khi mình nhìn thấy cũng cảm giác như thế. Đấy, phía sau này thì hai bên đều có 5 sao. Bên này cũng 5 sao. Và ở giữa có một hàng chữ người ta gọi là slogan của hãng Li-Ning. Nó ghi là, nếu mọi người không thấy thì mình đọc cho nhá. Nó ghi là anything is possible. Dịch đại loại ra thằng ngu tiếng Anh như Hùng thì cũng dịch được, đó là không điều gì là không thể. Điều gì cũng, bất cứ điều gì là có thể. Dịch như thế cũng được. Anything is possible. Đằng sau này đây là cái chữ chính là được in trên cái giấy đấy.
vận động viên Trung Quốc đi giày lai anh toàn bị là cổ chân. Anh lai lên tiền. Đây, còn đôi giày này nó kiểu cổ cao nha mọi người, cổ nó sẽ hơi cao. Đây chính là công nghệ chống lật làm cổ cao. Những cái dòng này chỉ thường được làm cho những dòng cho vận động viên đơn nam như Lindan và Chen Long, bởi vì hai vận động viên đấy với cả Wu Haifeng các thứ ấy, những vận động viên có cống hiến lớn nhất cho cầu lông Trung Quốc. Nếu không nhầm thì cái phiên bản này hình như là được sản xuất cho Chen Long sao mọi người ạ? Nếu không nhầm thì không nghĩ là thế. Ok, đây, trên đôi giày thì nó ghi luôn năm này. Nó ghi luôn là 2019 đấy mọi người, năm 2019. Cái này thì chống lật mọi người yên tâm. Cái đây còn về phần gót thì cho mọi người xem phần gót của nó này. Phần gót của nó quá dày luôn, nó ôm gót vào thì anh em mình không bao giờ có chuyện lo bị đau gót hay chấn thương gót chân. Cái gót nó làm mọi người nhìn xem nó dày không? Cái này chạm vào chân thì êm thôi rồi. Phía bên trong nó làm theo kiểu bông bông ấy mọi người ạ. Đây này, cái kiểu bông bông này thì đi vào chân nó sẽ cảm giác rất là mềm mại, rất là êm, chỉ những giày cao cấp mới có thôi. À đúng rồi anh em, đây này. Mọi người biết tại sao đôi giày cao với đôi giày cao cấp nó lại có nhiều tờ giấy như này không ạ? Thì với những đôi giày cao cao càng nhiều tờ giấy như này thì càng cao cấp. Vậy thì những tờ giấy này nó biểu hiện cho gì ạ? Những tờ giấy này nó biểu hiện cho công nghệ của hãng, các công nghệ nổi bật của hãng. Thì với đôi giày này xem nào, để Hùng đếm nhá, đây này. 1 2 3 4 5, 5 tờ giấy. Nó là 5 công nghệ nổi bật nhất của hãng Li-Ning được tích hợp vào đôi giày này. Đôi giày này rất đẹp, nhìn là muốn đeo rồi nhưng mà mỗi tội mình đánh sân bê tông lên là thôi. Anh em nào thích thì nếu mà không đánh cầu thì mua về để đi chơi bình thường ấy. Đầu tư hơn 2 triệu cho một đôi giày đi chơi bình thường cũng là bình thường. Cho đi đánh cầu lông thì nó đánh sân bê tông nó mòn tiếc. Đấy. Thì ông sẽ cho anh em xem. À đúng rồi. Anh em. Đây mới quà tặng siêu khủng này. Anh em mua giày còn được tặng thêm cục miếng vàng này nhá. Hùng nghĩ là miếng vàng này nếu mà mang ra tiệm vàng đổi thì chắc nó cũng phải được tầm chục đôi giày này đấy. Đấy, mua một đôi giày, mang cái này ra tiệm vàng đổi được thêm chục đôi giày nữa. Chục đôi giày nữa, mỗi đôi giày lại được tặng một miếng vàng này thì anh em lại ra tiệm vàng đổi thì lại được chục đôi giày nữa. Đấy, thế nên là anh em nào đầu óc kinh doanh thì nhanh tay đặt mua nhá. À với đôi giày này thì ông chỉ chuyển khoản trước nhá, chỉ chuyển tiền trước, chuyển đủ tiền thì ông mới đặt cho mọi người nhá. Với hàng cao cấp như này thì phải lên hãng lấy mọi người. Đây, miếng vàng này nó còn có cả biểu tượng Li-Ning này, xong rồi nó có cái hàng chữ đúng như kiểu trên này. Đấy. Miếng vàng cái này vàng thật đấy. À. Hay là chỉ giao giày cho khách mình để lại miếng vàng này nhỉ? Ôi, cắn gãy răng luôn, ngay cứng á. Xong nó ghi cái chữ số gì đây, 4887. À, nó ghi cái chữ số này không hiểu có ý nghĩa gì nhưng nó đều có ý nghĩa đấy. Nó ghi năm 2012 là số 57. Đây này, miếng vàng này mọi người có thể nhìn thấy các số. Mình rơi cho anh em xem. Bây giờ đây, bây giờ Hùng đọc cho mọi người nhá. Anh nào anh em nào quan tâm thì inbox cho Hùng với nhá. Inbox cho Hùng nhá. Năm 2012 thì nó ghi là 57, năm 2013 là 75. Năm tiếp theo là 52, 62, 66, 78, 80, 69, 87 và hay phải. Nhầm tí nhỉ. Nó ghi theo thứ tự của gì nhỉ? 2017, 2018. Ở đây. Năm đầu tiên, số đầu tiên là số 48 là 2009. 2010 là số 69. Số 78 cho năm 2011, số 62 cho năm 2012, số 75 cho 2013, số 87 cho 2014, số 80 cho 2015, số 66 cho 2016, số 52 cho 2017, số 57 cho 2018. Và 2019. Đây là mẫu giày nó ghi là 2019 này, nhưng nó lại không có số cho năm 2019. Thì chắc là năm sau anh em mình mới được xem cái số đấy. Anh em nào không có tiền mua giày thì chiều ra làm con đề. Đánh khoảng ở đây có 10 số. Anh em ra làm con đề. Ra làm con đề 10 số. Khoảng 100.000 thôi là đủ tiền mua mấy đôi giày này rồi. 100.000 là được. Mọi người ơi, 100.000 đánh đề được bao tiền? 100.000 mà trúng. 100.000 mà đánh trúng con đề thì được bao tiền? Hello mọi người. Đây, mẹ toàn số anh em đánh lô đánh đề thử xem biết đâu hôm nay vận may nhá. Cùng đọc hết số nhá. Cho anh em nào hôm qua mà không mơ được số nào thì đây. Số này. Số mang về vàng anh em đây. Nếu mà anh em nào buổi tối nay mà trúng thì nhớ gọi gì nhỉ? Donate cho Hùng Mỹ nhỉ. Đấy thì đây là đôi giày đó. Thì bây giờ Hùng sẽ để cho nó hai đôi, hai chiếc sát nhau đây. Mọi người có thể nhìn thấy. Đây là đôi giày cao cấp đó, nửa vàng nửa đen. Đằng sau gót này chưa giới thiệu thì phải. Đằng sau gót này nó làm các miếng như kiểu miếng vàng này, như kiểu vàng luôn này, vàng. Mua về anh em gỡ vàng ra bán còn được nhiều tiền hơn giày. Số cuối anh, 2018 là số bao nhiêu? Số cuối là số 57 anh ơi, 57 nhá. Đấy, gót này, vàng đấy, vàng. Đây là miếng nhựa nhá, nó bao trọn gót này là miếng nhựa, rất là dày. Công nghệ cái này này, giảm chấn này. Lai lên cloud kết hợp với công nghệ bao hai lớp giảm chấn, đôi này chắc êm lắm. Mẹ sờ vào bên trong thấy sướng này. Bên trong giày nó còn có đúng cái chữ này. Cái biểu tượng chữ như kiểu trên giày dán ấy. Đôi này giá trên 2 triệu rưỡi, dưới 3 triệu anh ơi, gần 2 triệu rưỡi hơn nhá. Inbox em, quà tặng thì rất là nhiều rồi. Tổng quà tặng nó lên đến 5-600 nghìn rồi.
Còn giày này cũng đang sale. Nói chung là, nói tóm lại, hùng chốt một câu như thế này: nếu anh em nào thích và có điều kiện thì nên mua, bởi vì đây là lần duy nhất mẫu giày này nó giảm sâu như thế và nó ngon như thế. Một năm tới không bao giờ có giá đó. Mà hùng nghĩ rằng đôi này một năm tới cũng sẽ không còn hàng. Đấy thì chúng ta có thể xem mặt bên này. Chúng ta xem mặt bên này. Đây, quan sát trực tiếp đôi giày luôn. Đấy, quan sát kỹ nha, bây giờ xoay vòng tròn đi xem. Đây. Đấy. Đẹp chưa? Đế đây. Đế rất dày, dày hơn đôi nách nha. Nhìn đế rất là hầm hố, rất là ngon. Đấy. Thế nên hùng mới nói là anh em nào có điều kiện và thực sự thích đôi mới mẫu giày này thì liên hệ hùng để mua. Biết tại sao mà hùng làm cái livestream này cho mọi người không ạ? Một là để cho mọi người xem là đôi giày cao cấp nhất của Liên Ninh nó như nào rồi. Nhưng thực chất thì hùng muốn rằng là nếu mà ai có điều kiện, nếu mà ai có đủ tài chính cũng như là đánh sân thẳng các thứ, hoặc là thực sự thích đôi này ấy, thì nên mua, vì đây là một thời điểm không thể tuyệt vời hơn thì nên mua. Còn tiền lãi đôi giày này hùng không tính lãi 1%, hùng chỉ tính lãi số tiền bằng đúng những đôi giày bình thường ấy. Nếu mà hùng bán hàng đúng giá hàng thì hùng lãi rất là nhiều ấy, nhưng mà hùng sẽ quyết định gọi là hy sinh lợi nhuận bản thân để cho anh em một cơ hội. Đây là nói thật nha, anh em mua hay không mua không quan trọng. Hùng bán những đôi khác, hùng bán rất là nhiều, lãi chỉ bằng đấy thôi. Mua đôi giày đắt như này hùng lãi cũng chỉ bằng đấy thôi. Quyết định tạo cơ hội cho anh em. Đấy thì để anh em nào chưa biết thì biết, anh em thực sự muốn mua thì liên hệ thì hùng sẽ đặt cho. Những đôi này đắt, cái này phải liên hãng lấy thôi. Cái này phải chuyển khoản trước nhá. Anh em nào bảo mẹ mày tao đã mua hàng của mày bao giờ đâu, điên là nó chuyển khoản mày, thì thôi đừng, nếu nghĩ thế đừng nên nhắn tin nhá. Với cả anh em nào mà anh em mình mà chú cứ phải xoắn lấy giày đi về gửi về anh thanh toán không không nhá, chuyển khoản trước hùng lấy, bố hùng lấy hùng bắt đưa tiền nhớ chưa. Bố hùng lấy bắt đưa tiền. Đôi này giá gốc bên Trung Quốc bán là hơn 5 triệu ấy, ở Việt Nam thì rẻ hơn là 3990, còn hiện tại thì đang sale khoảng 30, hơn 30% tí. Đấy là hùng sale, bên hãng thì sale 20%, hùng sale 30%. Anh em nào muốn mua thì liên hệ nhắn tin hùng. Quà tặng của đôi giày này thì mọi người biết rồi, một chiếc áo kèm theo giày luôn. Size thì không biết, chắc cái này free size như nào ấy. Đấy, một bộ cước cao cấp NF95 với cả một chặng mồ hôi Liên Ninh chính hãng. Đây là nhập khẩu chính ngạch, đóng thuế rõ ràng, anh em tự hào mua nhá. Đấy rồi, bây giờ thì có lẽ hùng kết thúc livestream thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của hùng từ nay đến giờ. Thì cũng hùng rất mong rằng cái livestream này nó có thể có một chút giá trị nào đó đến cho mọi người. Mà mục đích chính nó là để cảm ơn cái anh khách hàng, anh hạng tài quý đã tin tưởng đặt hàng và chuyển tiền cho bên hùng. Tuy là anh chưa biết hùng là ai, cũng chưa từng mua hàng của hùng, giá thì anh em mà thực sự quan tâm thì inbox nói rồi, trên 2,5 triệu, dưới 3 triệu, gần 2,5 triệu hơn đấy, khoảng giá đấy. Anh em nào không đắn đo thì nhắn tin, còn đắn đo thì thôi thôi, tại vì hùng cũng giới thiệu kỹ đôi giày cho anh em xem tận mắt rồi, cũng không có gì phải đắn đo ngoài cái việc giá cả. Đôi giày này cao cấp rồi đi, chắc chắn là rất êm, bởi vì hùng nhìn thấy hai cái lớp công nghệ giảm chấn của nó rất là kinh khủng. Đôi giày này có full công nghệ luôn, rất là đẹp. Đây là cơ hội duy nhất để mọi người sở hữu đôi giày này với mức giá rẻ nhất như vậy. Đấy, hùng chỉ muốn nói thế thôi. Hùng làm livestream này để muốn nói với anh em như thế là nếu mà mua thì liên hệ hùng ngay, tại hùng không kiểm soát được cái thời gian khuyến mãi, hết ngày 25 là hết khuyến mãi rồi, thì nó lại về giá 3,990 thôi. Này áo nha, cất vào thùng, bây giờ hùng gói hàng cho khách đi, hoàn thành nhiệm vụ. Thì xin lỗi anh quý là hôm nay em mới gửi hàng cho anh được, thì rất là mong anh thông cảm. Quà tặng thì nó rất là nhiều rồi, em sẽ cố gắng có quà thì em tặng hết cho anh, một khách hàng tuyệt vời. Đấy, bây giờ thì hùng sẽ cất nó đi, anh em sẽ không còn nhìn thấy nó một lần nữa nhở. Anh em nào đặt hàng thì đặt nhé, để hùng lại tiếp tục làm một video nữa. Khoảng mỗi anh em lấy khoảng một đôi thì có chục đôi làm live chìm ngay, nhìn chóng mặt luôn. Hello, goodbye tất cả mọi người nha. Xin chào, hẹn gặp lại những livestream tiếp theo của hùng. Có lẽ thời gian tới sẽ là giải đấu cầu lông thành công Mạo Khê Quảng Ninh, giải đấu hình như là 30 hay 50 triệu gì đó, toàn các tuyển thủ hàng đầu Việt Nam về đánh nhá. Thế nên là anh em trông chờ những livestream những giải đấu cầu lông tiếp theo của hùng nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.